Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Các ứng viên cho chức danh chủ tịch nước Ngày 29 tháng 8, BBC Tiếng Việt đặt vấn đề Ai sẽ thay ông Tô Lâm làm chủ tịch nước? BBC phân tích, Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực nhất của đảng, trong đó tứ trụ là những lãnh đạo đứng đầu. Với cốt lõi là tập thể lãnh đạo, thì Tổng Bí Thư không thể áp đặt ý chí của mình lên Bộ Chính trị, mà phải dẫn dắt và tìm kiếm sự ủng hộ khi bộ chính trị đã đạt được sự đồng thuận thì vẫn phải thông qua ban chấp hành trung ương đảng. BBC cho biết, ông Tô Lâm đã đánh tiếng rằng sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao vào tháng 10 năm 2024 với các bậc bô lão tại cuộc gặp các cựu lãnh đạo đảng, nhà nước vào ngày 15 tháng 8. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn nhận định của giáo sư Kataya từ Úc cho rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ chức tổng bí thư trước khi nhận thêm chức chủ tịch nước chức danh mang tính nghi thức. Do đó, ông Trọng dễ dàng làm tròn trọng trách ở cả hai vị trí. Trong khi ông Tô Lâm từ Bộ trưởng Công an được bầu làm Chủ tịch nước rồi Tổng bí thư chỉ trong vòng khoảng 3 tháng. Như vậy, hồ sơ của ông Tô Lâm mỏng hơn so với người tiền nhiệm. Và với thời gian lãnh đạo ngắn, trong một giai đoạn có nhiều xáo trộn, ông Tô Lâm có lẽ cũng chưa tập hợp được sự ủng hộ đủ lớn. Vì vậy, theo giáo sư thầy Giờ, bầu chủ tịch nước mới không chỉ giúp tránh tình trạng cá nhân thâu tóm quyền lực mà còn để ông Tô Lâm tập trung làm tốt vai trò tổng bí thư. Theo BBC, hiện Đảng Cộng sản Việt Nam có hai lựa chọn như sau. Phương án tạm thời, bầu một người giữ chức chủ tịch nước tới hết nhiệm kỳ này là từ năm 2021 đến năm 2026 và sau đó sẽ bầu một người mới tại đại hội 14. Còn phương án lâu dài, chọn một người có đủ tiêu chuẩn và khả năng để tiếp tục được bầu làm chủ tịch nước cho nhiệm kỳ kế tiếp, tức năm 2026 đến năm 2031. Xét theo quy định 214 của Bộ Chính trị, thì trong Bộ Chính trị chỉ còn có ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính đủ điều kiện để được bầu làm Chủ tịch nước. Tuy nhiên, quy định 214 cũng nêu trường hợp đặc biệt cho tứ trụ. Vẫn theo giáo sư Carter, có tin đồn rằng quân đội muốn đề bạc ứng cử viên của mình vào vị trí chủ tịch nước để cân bằng quyền lực với bên công an. Trong 15 ủy viên Bộ Chính trị, hiện có 3 người từ quân đội, đó là Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Và đây là hình đại tướng Lương Cường, ứng viên sáng giá nhất cho chức chủ tịch nước. BBC cũng cho biết đại tướng Lương Cường được nhiều nhà quan sát nước ngoài đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất vì ông có thâm niên trong trung ương đảng với 3 khóa liên tiếp 11, 12 và 13. Ông là ủy viên bộ chính trị được bầu từ khóa đầu và còn là một sĩ quan chuyên về chính trị. Bên cạnh đó, thường trực ban bí thư là một chức danh quan trọng, chỉ sau tứ trụ và vị trí này có thể là bước đệm để ông Cường tranh chức tổng bí thư. BBC dẫn nhận định của giáo sư Abuja từ Mỹ cho rằng, dù ông Lương Cường không còn phục vụ trong quân đội, nhưng ông vẫn được coi là đại diện cho lợi ích của quân đội trong bộ chính trị. BBC đề cập đến ứng viên sáng giá thứ hai là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Ông Giang từng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao vào tháng 10 năm 2023 tại kỳ lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội và ông cũng chỉ có 4 phiếu tín nhiệm thấp. Điều này cho thấy đại tướng Phan Văn Giang rất được các đại biểu Quốc hội tín nhiệm. BBC cũng nhắc đến ứng viên cuối cùng là thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Nghĩa sẽ 63 tuổi vào năm 2026, còn cơ hội để vào bộ chính trị thêm một khóa nữa. Ông Nghĩa mới được bầu bổ sung vào bộ chính trị nên khả năng làm chủ tịch nước không cao. Tuy nhiên, ông là người miền Nam nên việc bầu ông làm chủ tịch nước sẽ giúp cân bằng tính vùng miền trong tứ trụ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Các ứng viên cho chức danh chủ tịch nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chùa Phật Quang của Thích Trân Quang sẽ bị tháo dỡ những công trình xây dựng không phép. Ngày 28 tháng 8, AFA tiếng Việt loan tình các công trình của chùa do ông Thích Trân Quang trụ trì sẽ bị tháo dỡ vì xây dựng không phép. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vào ngày 28 tháng 8, cho báo chí nhà nước biết, về kế hoạch cưỡng chế 35 công trình xây dựng không phép của Chùa Phật Quang do ông Thích Trân Quang trụ trì tại địa phương. AFA cho biết Chùa Phật Quang, trước có tên là Thiền Tôn Phật Quang, đã từng bị cơ quan chức năng thanh tra và chỉ ra hàng loạt vi phạm về xây dựng và đất đai. Thanh tra xác định có 36 công trình xây dựng, trong đó 35 công trình không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng đã lập 33 biên bản vi phạm ban hành 11 quyết định xử phạt và các quyết định yêu cầu khắc phục, tháo dỡ nhưng chùa không thực hiện. Và đây là hình bản tin trên AFA. Ngoài ra, thanh tra cũng xác định chùa được xây dựng trên diện tích hơn 25.000 m2, bao gồm phần diện tích rừng phòng hộ đã bị phá dỡ, sử dụng sai mục đích. AFA dẫn báo chí nhà nước cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đang lên kế hoạch để tháo dỡ 35 công trình này nhưng không nói thời gian cụ thể khi nào. Chùa Phật Quang chỉ có một công trình duy nhất được cấp phép là xây dựng và sửa chữa chánh điện trên diện tích 228m2. Nhưng thực tế, chùa đã xây dựng trên diện tích 445m2. Hiện công trình này đã được tháo dỡ. AFA cũng cho biết, những ngày qua, nhiều báo trong nước và mạng xã hội đã liên tục đưa tin về các công trình xây dựng trái phép của chùa Phật Quang. Theo báo nhà nước, những ngày qua, tại cổng chùa Phật Quang, rất nhiều người đến để livestream, chụp ảnh, quay phim, Tuy nhiên, nhiều người đã bị bảo vệ chùa đề nghị không quay phim, chụp ảnh và không được vào bên trong khuôn viên chùa, với lý do đang hạn chế người để tổ chức khóa tu sẽ ảnh hưởng đến người khác tu tập. Theo AFA, vấn đề về các công trình xây trái phép ở chùa Phật Quang được khơi lại vào khi trụ trì chùa là ông Thích Chân Quang bị mạng xã hội và báo chí chỉ trích vì những bài thuyết giảng trên mạng phản cảm công kích sư Thích Minh Tuệ, một vị sư tu theo hạnh đầu đà đi bộ chân đất khất thực dọc Việt Nam, tạo nhiều cảm hứng trong dân chúng. Và đây là hình thượng tỏa thích chân quang. Mặt khác vẫn theo AFA, ông thích chân quang cũng bị chú ý vì cáo buộc trên mạng xã hội là đã mua bằng tiến sĩ luật và có thể là cả bằng tốt nghiệp trung học. AFA nhắc lại vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kỷ luật cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm đối với ông Thích Trần Quang sau khi văn phòng trung ương giáo hội phật giáo việt nam nhận được các văn bản và đơn thư của phật tử người dân cũng như những thông tin trên phương diện thông tin đại chúng báo chí và mạng xã hội phản ánh về nội dung những bài giảng pháp của thượng tọa thích chân quang những bài giảng này bị xác định là gây hoang mang trong xã hội làm suy giảm niềm tin vào phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội được biết ông thích chân quang tên thật là vương tấn việt là người tự nhận có quan hệ huyết thống với ông hồ chí minh do ông nội ông là con trai của Nguyễn Sinh Sắc và người vợ thứ hai ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Cũng ỷ vào mối quan hệ này, ông Thích Trân Quang từ lâu đã có nhiều hành động phát ngôn càng rỡ, bị cộng đồng mạng lên án. Nhưng giáo hội và chính quyền vẫn thường xuyên làm lơ, thậm chí là bảo vệ ông. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi và có lẽ có ai đó không muốn để cho những người ỷ vào gốc gác Nghệ An, gốc gác Hồ Chí Minh mà ra oai, thâu tóm quyền lực nên Thích Chân Quang bị cho lên thớt, tế thận. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chùa Phật Quang của Thích Chân Quang sẽ bị tháo dỡ những công trình xây dựng không phép. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.